Xin chào các bác và các anh em. Em là cái người mà căn chỉnh vang số hàng ngày thì em cũng thấy được rằng là có rất nhiều những chiếc vang số mà cái giá thành của chiếc vang số nó là một chiếc vang số mà giá rất rẻ, thuộc phân khúc dưới 2 triệu. Thế nhưng mà một cái vấn đề là khi các bác mua về sử dụng thì không ưng ý thì gửi đi căn chỉnh, gửi đi gửi lại cộng với lại cái phí căn chỉnh thì chiếc vang số nó lên một giá thành cao. Thì đối với chiếc vang số DK 9000 thì là các bác anh em đang sử dụng rất là phổ biến ở trên các bộ dàn karaoke. Thì em cũng nhận được một chiếc vang số của một chú em ở Kiên Giang. Thì các bác nghĩ được rằng là từ Kiên Giang lên Hà Giang thì nó rất là xa, phải nói rất xa, mà các bác anh em vẫn cứ tin tưởng em để mà gửi những chiếc vang số này lên để mà căn chỉnh lại. Thì em cũng có một cái suy nghĩ rằng là hôm nay nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số này thì em lại sẵn sàng chia sẻ với lại các anh em đang sử dụng cái dòng vang số này, 5 cái chế độ ở trên cái dòng vang số này. Và nếu như các bác anh em biết về phần mềm, biết về máy tính thì em có thể là gửi file để cho các anh em có thể là add vào để mà sử dụng. Và chiếc vang số này thì từ xưa đến nay em căn chỉnh nhiều và cũng có rất nhiều anh em là hỏi xin phần mềm của em. Thì hôm nay thì em lại căn chỉnh một chiếc vang số DK 9000 gửi cho một chú em ở Kiên Giang. Chú này thì chú ấy gửi từ Kiên Giang lên Hà Giang và bây giờ em căn chỉnh xong thì em lại gửi về cho chú sử dụng. Thế còn ở một chiếc K7 gửi cho một bác ở Hà Nội thì bác này bác ấy làm âm thanh sự kiện. Thì bác cũng có yêu cầu làm nhiều chế độ và có một cái chế độ FX rời. Thì với cái chất âm và cái tính năng sử dụng ở trên K7 thì em nghĩ rằng là bác này sử dụng chiếc vang số K7 này cho cái mục đích làm dịch vụ nó cũng rất là tiện. Bởi vì chiếc vang số này là có hai đường mic riêng biệt, và cái chất nhạc, chất mic, và cái effect là một chiếc vang số hay. Ngoài ra nó còn có các cái tính năng giả dụ như là dùng được khiển của X5 hoặc có thể là khóa tự động, có chức năng khóa tự động và khi cần thiết thì có thể là mở khóa ra để mà căn chỉnh thêm. Hoặc có thể là bác này bác ấy làm dịch vụ thì bác có thể là trước khi ra về có thể là để một cái chức năng khóa tự động và đặt một cái giá trị giới hạn về cái âm lượng của phần nhạc, phần mic thì bác cũng không cần phải trực máy thì vẫn có thể là như vậy là yên tâm để cho khách sử dụng. Và một chiếc vang số Theta K6e gửi cho một cái bác ở Gia Lai. Thì đối với dòng vang số Theta K6e thì đến giờ phút này thì có rất nhiều các bạn anh em là đang sử dụng cái dòng vang số Theta K6e của em. Và có những cái bác mà có cảm nhận rằng là khi mà sử dụng chiếc vang số này thì nó có một cái sự thay đổi rất là nhiều, cảm cảm tưởng như là cái bộ dàn nhà mình nó được cải thiện toàn bộ, cứ như là sắm một cái đôi loa khác chứ không phải đôi loa mình đang dùng. Bởi vì là Theta K6e thì em cũng đã phân tích và chia sẻ các bác rất nhiều về cái chất âm của Theta K6e, về cái phần nhạc rất là sạch sẽ chi tiết. Phần bass rất là tròn, rất lực, mà phần chung, phần check, chung thì dịu mà check thì rất là sáng và có độ nảy, độ chi tiết ở cái dải cao. Còn cái phần effect thì đến giờ phút này thì em làm 4 chế độ ở trên chiếc Theta K6e. Thì có cái chế độ reverb ở trên chiếc vang số Theta K6e này thì đến giờ phút này thì em cũng làm rất là hay ở trên cái dòng vang số Theta K6e. Và chiếc vang số Theta K6e là một chiếc vang số mà có chất âm về cái phần mic hơi sáng. Cho nên gần đây em có nghe phản hồi của một số các anh em khi sử dụng thì có những cái bộ dàn mà chất âm ở cái dải cao nó sáng quá thì em cũng đã tìm cách để mà như vậy là tìm về căn chỉnh lại cái phần mic và cái phần effect để cho nó có một cái hạn chế về cái phần vấn đề rú rít. Mặc dù ở trên chiếc vang số này có 5 cấp độ chống hú, 5 cấp độ chống hú thì đây là cái chuyển về cái chế độ chống hú này. Nút này là nút chuyển chế độ chống hú thì trên chiếc vang số này là có 5 chế độ chống hú. Thì có 5 chế độ chống hú. Thì chiếc vang số này sau khi mà nghiên cứu thì em cũng đã căn chỉnh cho như vậy là các bác và anh em ở cái chất âm ở trên chiếc vang số này rất là tốt. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ luôn với các bác anh em về cái chiếc vang số DK9000. Thì DK9000 đấy để mà can thiệp được vào cái vấn đề mà gọi kênh hay là lưu kênh hay là cài đặt các chế độ khác nữa thì các bác anh em là phải vào cái system, vào cái system. Và đối với dòng vang số này ấy thì là cái mật khẩu mặc định của nhà sản xuất ấy là phải là chữ ABCD. ABCD ABCD tức là cứ xoay
xoay đến chữ A này, dòng đầu tiên là chữ A A này, tiếp đến là ấn nút down này để chuyển sang cái vị trí thứ hai, vị trí thứ hai thì nó nhảy vị trí thứ hai đây, vị trí thứ hai các bác cứ ấn qua lại cái nút up và nút down để chuyển sang cái thứ hai, thì cái thứ hai là giá trị là B, chữ B, và cái ba này là C này, cái ba là C. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ tất tật với các bác anh em về cái dòng bằng số này để cho các anh em sử dụng nó được tốt hơn. Thì khi chúng ta xoay đến chữ B, C, D, A, B, C, D, mật khẩu của mặc định của chiếc bằng số này là A, B, C, D. Tiếp đến là sẽ ấn vào Enter này. Thì nó sẽ mở ra. Thì nó mở ra thì chúng ta mới cài đặt được các cái chế độ ở trên chiếc bằng số này. Thì tiếp tục ấn vào nút System thì nó cho phép chúng ta gọi cái chế độ mà lúc khởi động. Thì ở cái mục Boot Paramount này là chế độ khởi động, trong đó nó có User 1, User 2, User 3, User 4, User, và nó có các cái chế độ về KTV nữa. Thế thì để mà đặt vào chế độ khởi động thì cái này thì tùy các bác sẽ chọn lựa. Thì tiếp đến là ấn vào System thì chuyển sang cái password, thì thôi cái này thì bỏ qua. Tiếp đến là cái này là cái mục boot côn này là cũng để mặc định, và tiếp đến là cái save. Thì đây là một cái chế độ mà các bác sau khi căn chỉnh bằng tay thì sẽ save vào cái mục này. Thì ở trong mục này thì nó cũng có cái boot parameter, và tiếp đến là cái user 1, user 2, user 3, user 4. Thì đối với cái dòng mã số này thì em đã cài cho các bác anh em là từ 4 cho đến 5 chế độ, 5 chế độ. Thì đây nó là cái vấn đề mà khi các bác thao tác bằng tay. Thế còn vấn đề phần mềm thì em chia sẻ nhiều rồi, tức là phải kết nối theo cái cáp G232 ở đằng sau chiếc băng số này. Và bây giờ sẽ khởi động phần mềm lên. Khởi động phần mềm lên này. Thì phần mềm này ấy thì các bác xin em rất nhiều rồi, xin rất nhiều thì em vẫn gửi cho các bác hai loại phần mềm. Phần mềm này là cái phần mềm mà nó tương ứng với lại cái chiếc băng số này, tương với chiếc băng số này cũng là DK9000, nhưng ba cái nút cách nhau bởi cái hàng phím bấm. Còn một loại nữa là loại này, cái loại DK9000 này thì nó lại tương ứng với ba cái phím to này liền nhau, ba phím to liền nhau. Thì bây giờ sẽ mở cái phần mềm này lên, và trong này nó có cái file phần mềm DK Benta 2.83. Mở lên. Khi mở lên thì chúng ta phải chọn cổng kết nối. Thì tùy theo từng chiếc băng số của các anh em thì các anh em sẽ chọn cổng, nhưng đối với lại cái cổng trên cái máy tính của em ấy thì chọn vào cổng 5. Sau khi chọn đúng cổng rồi ấy, ở đây nó có nhiều cổng này. Cái này nó phụ thuộc vào tùy từng loại, tùy từng máy tính. Tùy số cổng này nó là phụ thuộc vào máy tính của các bác và anh em. Thì trên chiếc băng số của em nó đang là cổng 5, cổng con 5. Chúng ta ấn OK thì nó báo cái nút màu xanh ở đây là đã kết nối này. Thì ở trong cái mục bên cạnh này nó là cái mục mà nó liên quan đến các cái vấn đề về lưu kênh này. Về về cái chức năng lưu kênh thì nó cho phép chúng ta lưu 6 chế độ, trong đó có chế độ boot và RAME. Đây là lưu, nó tương ứng với lại cái chế độ số 0. Chế độ 0 này. Đây là user 1, user 2, user 3, user 4. Đây là cái vấn đề gọi này, ở dòng dưới này gọi. Và đây là mục save này. Ở đây là mục save này. Thì nếu các bác đang sử dụng cái dòng vang số này, đang sử dụng dòng vang số này và cần các cái chế độ, và các bác biết về phần mềm, biết được máy tính, thì em sẽ gửi cho các bác anh em để các bác anh em có thể là add luôn vào chiếc vang số này để mà sử dụng nó từng tốt. Có thể là xoay quanh 450 chế độ mà em đã làm là có lẽ là ổn. Đây là cái vấn đề mở này. Khi các bác giả dụ như thế này, là khi mà em gửi cho các bác anh em file thì các bác anh em sẽ tải về máy tính và copy vào một cái thư mục ở trên máy tính, sau đó sẽ vào cái mục này. Vào mục này thì chúng ta sẽ chọn một cái đường dẫn đến cái file mà các bác anh em tải về. Chọn đến cái file mà các bác anh em tải về. Sau đó các bác anh em sẽ mở cái file này lên. Đấy, mở cái file này lên. Giả dụ chọn file gì vật này chẳng hạn, chúng ta sẽ ấn vào Open thì nó sẽ load cái file này ra. Sau khi mà load file ra ấy thì các bác muốn lưu nó vào chương trình nào thì sẽ lưu ở cái mục này, sẽ lưu mục này. Đây là cái mục mà chọn đường dẫn để mà lấy file về cái bảng số. Sau khi chúng ta lấy file xong thì chúng ta sẽ lưu nó vào đây. Thì bây giờ em sẽ gọi
các chế độ này ra và chia sẻ các bác anh em. Đầu tiên là các cái thông số, bởi vì các bác anh em là nhiều các bác anh em không biết về máy tính, không biết về phần mềm về máy tính, thì các bác anh em có thể là tham khảo ở trên giao diện như thế này. Các bác có thể là chụp ảnh màn hình để mà lấy các thông số. Đây là cái tỷ lệ cho dị vật này, đây là cho delay này, đây là dị vật thai này, phía dưới này là delay này, ở đây là cái echo zibit này, cái này là cắt tần số cao của echo này, cái này là cắt tần số thấp này, cắt tần số cao của dị vật này, đây là cắt tần số cao dị vật, trên là cắt tần số cao echo, dưới cắt tần số cao của dị vật, và đây là cắt tần số thấp của dị vật này. Và ở đây ấy, thì là nó là cái mục exciter, hàm mục x chúng ta chọn ở đây thì nó sẽ hỗ trợ cho cái phần mic của chúng ta. Các bác cứ tham khảo các thông số ở đây. Và đây cũng là một cái phần như vậy là cái sự hòa hợp, hòa trộn nữa. Thì đây đang để giá trị là 3. Ở bên này ấy, thì đây nó là cái phần mục xích này. Đây là phần effect này. Cái effect này là 85 là hợp lý này. Thì các bác có thể thay đổi thông qua cái nút effect mà trên mặt máy này. Đây là cái phần phần này là cái phần mic này. Đây là cấu hình số đầu tiên này. Thì em sẽ load như vậy là 5 cái chế độ ở trên con số này để cho các anh em có thể tham khảo. Đây là chế độ gọi là sáng tiếng này. Đây là chế độ tối tiếng này. Chế độ tối tiếng. Để em mới lại đã. Khởi động lại đã. Khởi động lại phần mềm đã. Rồi. Đây là chế độ cho nó dễ nhìn. Chế độ 0 này. Đây là chế độ gọi là sáng tiếng này. Cái U sơ 1 này này là cái tối tiếng này. Các bác có thể tham khảo tỷ lệ đây. Đây là tối tiếng này. Tiếp đến là cái U sơ 3 đây này. U sơ 3 là cái chế độ nịnh giọng này. Chế độ nịnh giọng. Đây là chế độ nịnh giọng. Cái U sơ 3 là cái chế độ echo này. Chế độ echo này. Và cái U sơ 4 này là chế độ dị vật này. Chế độ dị vật này. Đây là chế độ dị vật. Thì các bác có thể là tham khảo. Đây là chế độ dị vật này. Chế độ dị vật. Chế độ echo này. Em lại quay lại và để thời gian nó lâu hơn một chút để cho các bác anh em có thể là chụp ảnh màn hình, lưu lại trên màn hình hoặc tạm dừng trên màn hình để các bác anh em có thể là nắm bắt được các thông số. Đây chế độ echo. Và cái user 2 này là chế độ dè mic định giọng này. Dè mic định giọng. Và cái user 1 này là chế độ tối tiếng này. Tức là phần mic sẽ sáng hơn và phần nhạc bass sẽ ít hơn và check nhiều hơn. Đây là chế độ sáng tiếng này. Và cái post parameter này là cái chế độ sáng tiếng này. Các chế độ này thì các thông số đây nó hoàn toàn thay đổi. Thì vừa rồi thì em đã chia sẻ các bác anh em một cái dòng vang số mà giá bình dân rẻ tiền. Nhưng mà em cũng hay nhận được căn chỉnh lại cho các bác anh em. Chính vì một chiếc vang số bình dân rẻ tiền mà lại ở các cái tỉnh thành rất là xa gửi đến cho em. Cho nên là em sẵn sàng chia sẻ các bác anh em các cái cấu hình chi tiết khi em cài đặt chiếc vang số này. Và em cũng mạnh dạn chi tiết chia sẻ với các bác anh em, bởi vì thông qua cái việc mà các bác anh em sau khi mà nhận lại những chiếc vang số mà em căn chỉnh thì các bác đều có những phản hồi rất tốt ở trên cái dòng vang số DK9000 này. Thì các bác anh em có thể là tham khảo để mà căn chỉnh được tốt hơn. Chứ còn một chiếc vang số rẻ tiền các bác lại gửi đi cho em gửi về cho các bác, thế rồi là cái tiền phí setup nữa thì cộng vào cái giá thành chiếc vang số nó cũng rất là cao. Cho nên là các bác có thể là áp dụng để mà tự mình căn chỉnh được những dòng vang số mà nó bình dân rẻ tiền, nó được tốt hơn.